Hello, xin chào tất cả các bạn. Mời mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Trung đây. Hôm nay như ta hứa mình sẽ tiếp tục lên chuỗi video về kế toán tài chính một nhé. Và hôm nay chính là video cuối cùng trong chuỗi video kế toán tài chính một của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chương số 7 Chương 7 của chúng ta nói về những cái báo cáo tài chính. Thì báo cáo tài chính này, ý, chúng ta ý, nếu mà ở trên lớp thì các thầy cô sẽ không dạy. Bởi vì nó là gì? Nó là chúng ta ôn lại những cái trong nguyên lý kế toán thôi. Chúng ta đã học rồi đúng không? Đấy nhưng mà ý, ở trong bài kiểm tra 2 cũng như trong đề thi ý, thì chúng ta vẫn phải lập. Vậy cho nên ấy, mình sẽ nhắc lại cho các bạn phòng khi các bạn nào quên nhé. Ok. Rồi. Vậy chúng ta cùng hiểu về báo cáo tài chính. Thì báo cáo tài chính chúng ta biết rồi, chúng ta có rất là nhiều loại. Tuy nhiên ấy, ở trong nội dung này cũng như ở trong nội dung của nguyên lý kế toán ấy, chúng ta cần biết cách lập hai cái thôi. Đây, hai cái của chúng ta cụ thể như sau. Đó là báo cáo của kinh doanh và thứ hai là bảng cân đối kế toán. Đấy, và trong đề thi mình thấy người ta rất hay hỏi về bảng cân đối kế toán nhé. Còn trong kiểm tra hai thì các thầy cô hoàn toàn có thể hỏi về báo cáo của kinh doanh hoặc là bảng cân đối kế toán, được không? tóm lại là chúng ta ấy phải biết cách làm cả hai cái loại bảng này được chưa nào ok nhá được rồi thì đầu tiên này nội dung hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn về cả hai cái luôn thứ nhất là về báo cáo ở kinh doanh và thứ hai ấy, là về bảng cân đối kế toán đấy có cách lập như nào mình cũng sẽ chỉ hết cho các bạn để cho các bạn yên tâm nhé rồi ok và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với nội dung thứ nhất đó là báo cáo ở kinh doanh của chúng ta để chúng ta xem là gì vậy các bước để làm một cái báo cáo của kinh doanh ấy là như thế nào đúng không nào thì chúng ta có những cái bước như sau bước một đây là chúng ta phải kết chuyển cuối kỳ đúng không tất cả chúng ta định khoản xong hết đấy thì trước khi mà chúng ta lập báo cáo cả kinh doanh thì chúng ta phải kết chuyển đúng không và đề người ta còn cẩn thận người ta bảo chúng ta luôn là phải kết chuyển đúng không kết chuyển doanh thu chi phí đấy để sẽ bảo đúng không ok thì đây đầu tiên nhé, chúng ta hãy kết chuyển các khoản giảm từ doanh thu trước Đấy, nếu mà ấy, trong đề đó nó có khoản giảm trừ doanh thu thì cho biết rồi là sẽ ghi nhận vào năm hai đúng không? cho nên ấy, bây giờ chúng ta phải kết chuyển khoản giảm trừ anh thu vào trong doanh thu của chúng ta đúng không? ghi nhận là gì? nợ tài khoản năm một bởi vì lúc này là giảm cái doanh thu đi đúng không? và có cái khoản năm hai một tức là giảm cái phần giảm trừ doanh thu đi được chưa nào vậy nhá tiếp theo này là chúng ta sẽ phải kết chuyển doanh thu thu nhập bằng cách ghi nhận là gì nợ tài khoản năm một năm một này chính là doanh thu thuần đấy nhá đây bằng là tổng doanh thu chứa khoản giảm trừ doanh thu rồi được chưa nào còn năm một năm này là gì doanh thu hoạt động tài chính đúng không bảy một một là thu nhập khác đấy chúng ta có ba loại thu nhập doanh thu như thế này là kết chuyển hết sang tài khoản chín một một có của tài khoản chín một một là xác định ở kinh doanh được chưa và bước tiếp theo là gì kết chuyển chi phí Thế rồi chi phí chúng ta biết rồi, chúng ta kết chuyển sang bên nợ của tài khoản chính phủ 1, đúng không? Trong nguyên lý kế toán ấy thì mình cũng đã chỉ các bạn rất là rõ rồi. Đây là gì? Chúng ta biết là doanh thu lúc tăng chúng ta bên có, cho nên bây giờ để kết chuyển ấy, mục đích của kết chuyển là gì? Là để cuối kỳ ấy, doanh thu và chi phí sẽ không có số dư. Ta biết rồi, là tài khoản doanh thu và chi phí nó chỉ là tài khoản gì tạm thời thôi, tức là cuối kỳ sẽ không có số dư, đúng nào? Vậy cái bước kết chuyển ấy là cái bước điểm gì? Để cho cái tài khoản là doanh thu cũng như là chi phí không có số dư cuối kỳ đấy, đúng không? Cho nên chúng ta mới ghi nợ các tài khoản doanh thu để cho nó tiện theo bên có đi cho nó không có số dụng kỳ các bạn hiểu này không thấy nhá và đấy cái chuyển danh thu sẽ ghi nhận là có tài khoản chi có các chuyển chi phí sẽ ghi nhận là đây nợ tài khoản chi và có các tài khoản chi phí cụ thể nó sẽ là gì 632 này là giảm vốn hàng bán đúng không 635 này là gì chi phí tài chính 641 là gì chi phí bán hàng 642 là chi phí của doanh nghiệp Và 811 là chi phí khác được không rõ ràng là trong nội dung môn học của chúng ta ấy, thì có những cái chi phí khác nữa như là gì như là sáu hai một sáu hai sáu bảy đúng không nhưng mà các bạn nhớ nhá đây là những cái gì đây là những cái chi phí sản xuất cho nên chúng ta kết chuyển vào một năm chứ không kết chuyển vào chỉ một một đâu các bạn nhớ đúng không ngay từ những cái chương trước rồi đúng không mình đã bảo các bạn rồi đây là những cái chi phí đó sẽ kết chuyển vào một năm chứ không phải kết chuyển vào một một các bạn nhớ nhá chín một chúng ta kết chuyển này những cái doanh thu này và những cái chi phí liên quan đến cái doanh thu này thôi được chưa nào xong nhá đấy Ở đây chúng ta cũng phải phản ánh thêm một số cái nữa Tiếp theo chúng ta phải phản ánh cái gì? Phản ánh cái chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, được không? Cụ thể là chúng ta ghi nhận là gì? Nợ tài khoản là 8211 và có tài khoản là 3334, đúng không? 334 là gì? Thuế thu nhập doanh nghiệp ấy. Mình chỉ các bạn ở trong cái chương 5 rồi, đúng không? Đây, và nợ tài khoản 8211 tức là gì? Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đúng không nào? Đấy, thì đây sẽ là chúng ta lấy là lợi nhuận tính thuế, đấy và nhân với cả phần trăm thuế suất đúng không? Và chúng ta biết rồi, phần trăm thuế suất nếu mà theo quy định hiện hành ấy, chúng ta biết rồi nó sẽ là 20% đúng không? Đấy. Và tiếp theo nữa là chúng ta phải kết chuyển chi phí thuế từ doanh nghiệp cụ thể là nợ tài khoản 911 và có tài khoản là 8211 đúng không? Đây kết chuyển nốt cái chi phí thuế này sang 911 thôi. Và tiếp theo là kết chuyển lãi lỗ thì ta tính ra lấy bên có của 911 nhá. Lấy bên có của 911 trừ đi bên nợ của 911 đúng không? Nếu mà ra nếu mà ra dương ấy thì nó chính là lãi, nếu mà ra âm nó là lỗ đúng không? Đây nếu mà ra dương thì nó là lãi nhá. Nếu ra âm thì nó là lỗ nhá. Thì thôi. Thế thôi. Thì cho mình đã nói các bạn rồi. Đấy, bởi vì nhá, doanh thu mình kết chuyển sang 911 bên có còn chi phí mình kết chuyển bên nợ vậy chúng ta lấy này doanh thu trừ chi phí thôi tức là lấy bên có của chữ một trừ bên nợ chỉ là một đúng không nếu mà tính ra dương nó là lãi tính là âm thì nó là lỗ được chưa nào ok nhá và khi đó chúng ta này kết chuyển lãi lỗ đây cho biết rồi bốn là tài khoản đặc biệt nó sẽ phản ánh cả số dư gì bên nợ bên có nếu bên có đang là lãi đúng không đây thì nếu mà lãi nó sẽ là nợ chỉ một và có bốn nếu mà lỗ thì nó là gì nếu mà lỗ thì nó sẽ là nợ bốn và có chữ một đúng không nợ 421 và có chín một đúng chưa nào mình chỉ các bạn cụ thể về những cái này ấy, trong nguyên lý kế toán rồi đấy đúng không có chứ một một thế thôi đơn giản chưa là rồi đúng không ok đấy và sau khi chúng ta kết chuyển hết xong như thế này ấy, thì bước tiếp theo chúng ta sẽ lập cái báo cáo được kinh doanh và báo cáo được kinh doanh ở đây đây nó sẽ là như này nó khác về trong nguyên lý kế toán bởi vì sao các bạn biết rồi trong nguyên lý kế toán mình đã bảo các bạn đó là chúng ta phải lập 10 cái đầu tiên này thôi đúng không nhưng mà đây nhé là trong kế toán này chính một thì chúng ta phải lập cụ thể cả 16 cái ra ở đây là một cái báo cáo của kinh doanh của chúng ta cụ thể nó sẽ có 16 khoản mục như thế này. Được chưa? Khoản mục 1 là doanh thu bán hàng và các dịch vụ. Khoản mục 2 là các khoản dịch doanh thu. Khoản mục 3 là doanh thu thuần thì nó sẽ bằng là khoản mục 1 trừ khoản mục 2 này, tức là lấy doanh thu bán hàng và các dịch vụ trừ khoản giảm trừ doanh thu, được chưa? Khoản mục 4 là giá vốn đang bán. Khoản mục 5 là lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp sẽ bằng là cái 3 trừ cái 4, tức là doanh thu thuần trừ giá vốn đang bán. Được chưa nào? Tiếp theo khoản mục 6 này. Khoản mục 6 là doanh thu hoạt động tài chính. Khoản mục 7 là chi phí tài chính. Khoản mục, mục 8 là chi phí bán hàng. Còn mục 9 là chi phí của doanh nghiệp. Còn 10 là gì? Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thì nó sẽ bằng là 5 cộng 6 trừ 7 trừ 8 trừ 9. Tức là lấy này, lợi nhuận cộng với thu hoạt động tài chính trừ chi phí tài chính trừ chi phí bán hàng và trừ chi phí của doanh nghiệp. Được chưa nào? Tiếp theo là khoản mục 11 này. Đấy trong lịch kế toán chúng ta mới làm quen được 10 cái đầu thôi đúng không? Đấy. Bây giờ trong môn này ta sẽ phải thêm cả 6 cái dưới này nữa. Cụ thể này cái 11 là thu nhập khác, cái 12 là chi phí khác cái ba lợi nhuận khác thì nó sẽ bằng là 11 12 thôi tức là lấy thu nhập khác trừ chi phí khác nó ra lợi nhuận khác đúng nào và tiếp theo là 14 là tổng lợi nhuận trước thuế thì nó sẽ bao gồm là cái 10 này và cái 13 đúng không? 10 là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, còn 13 là lợi nhuận khác cộng cộng lại thì nó ra là tổng lợi nhuận trước thuế. Và cái 15 này là chi phí thuế của doanh nghiệp thì mình đã nói các bạn rồi nó sẽ là 20% nhân cái lợi nhuận trước thuế đúng không? Thì đây có phải là 20% nhân với cả cái số 14 này không? Nhân với tổng lợi nhuận trước thuế nhá. Được không? Chứ không phải nhân với số 14 đâu. Các bạn hiểu là chúng ta lấy 20% nhân tổng lợi nhuận trước thuế. Được chưa nào? Ok. Rồi 16 là lợi nhuận sau thuế thì các bạn chỉ cần lấy là gì? các bạn chỉ cần lấy là cái thứ 14 trừ 15 tức là tổng thuế, chủ thuế, là lợi trước thuế trừ đi cái thuế thì nó ra lợi nhuận sau thuế thì thôi đúng không ok nhá vậy đây là một cái báo cáo của kinh doanh hoàn chỉnh của chúng ta có 16 khoảng 4 như vậy đấy trong môn này các bạn nếu mà phải lập cái này ý, thì các bạn nhớ các bạn phải lập cụ thể ra như này giúp mình được chưa nhớ như vậy nhá ok vậy đấy là tất cả về báo cáo của kinh doanh bây giờ đơn giản thôi đúng không nào tiếp theo đây thì mình sẽ chuyển sang cho các bạn để là cân đối kế toán thì mình trong đề thi người ta rất hay hỏi về cái này và hầu như là kỳ nào người ta cũng yêu cầu chúng ta lập bảng cân đối kế toán ở trong trường hợp này tiếp đáy cùng xem chúng ta lập như thế nào nhá đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái bước lập thì đây có các bước như sau bước một là chúng ta phải làm gì định khoản nghiệp vụ kinh tế đúng không có các nghiệp vụ ấy là nó định khoản định khoản nợ có nợ có từ ra chưa nào bước hai là gì phản ánh vào tài khoản chữ t để tìm ra số dư cuối kỳ đây phản ánh vào tài khoản chữ t này nhá tìm ra số dư cuối kỳ đúng không đấy mà thường các mình thấy là đề không yêu cầu phản ánh vào tài khoản chữ t nhưng mà đề yêu cầu lập bảng thì chắc chắn chúng ta cũng phải vẽ cái bảng chữ t này ra nháp để chúng ta tìm đúng không đấy thì các bạn nhớ không đấy là ấy cái khoản chữ T này nó sẽ biểu thị như sau, nó sẽ phân chia thành tài, tài khoản phản ánh tài sản và phân chia thành tài khoản phản ánh nguồn vốn đúng không? Với tài sản nó sẽ đa số là gì? đa số là tăng ghi nợ đúng không? đây bên nợ này, đây bên nợ đây bên có nhá, thì đa số với tài sản là tăng ghi nợ giảm ghi có, và số dư cuối kỳ là bên, đấy, số dư cuối kỳ là bên nợ nhá. Còn với nguồn vốn thì đa số là gì? tăng ghi có, giảm ghi nợ, và số dư cuối kỳ là bên có đúng không? đấy. Tuy nhiên ấy nó lại có một số tài khoản đặc biệt và các bạn rất phải chú ý nếu bạn không chú ý về những cái tài khoản này thì các bạn sẽ lập ra các bạn sẽ thấy là ồ sao tổng tài sản lại không bằng tổng nguồn vốn các bạn biết rồi vì cái bảng cân đối kế toán ấy lúc nào tổng tài sản cũng phải bằng tổng nguồn vốn mà các bạn tìm ra các bạn thấy tổng tài sản không bằng tổng nguồn vốn là các bạn đang sai được không ok nhá vậy các bạn phải rất là chú ý đến những cái tài khoản đặc biệt này nếu mà các bạn không chú ý những cái tài khoản đặc biệt này thì lúc các bạn lập ra cái bảng cân đối kế toán thì nó sẽ không bằng nhau đấy thì các bạn phải xem nhá đây xem nào thì Cái tài khoản đặc biệt thì mình cũng đã chỉ cho các bạn từ trong cái môn nguyên lý kế toán rồi. Nó sẽ bao gồm là gì? Tài khoản lưỡng tính và tài khoản điều chỉnh đúng không? Tài khoản lưỡng tính. Lưỡng tính này và tài khoản điều chỉnh đúng không nào? Tài khoản điều chỉnh. Đấy thì cái khoản lưỡng tính đây nhé các bạn thấy này, nó sẽ bao gồm những cái tài khoản là gì? Như là kiểu là một tài khoản này. Tài khoản 131 này đúng không? Hai tài khoản 331 đây đúng không? Ok nhá. Thì những tài khoản này là tài khoản lưỡng tính đúng không? một ba một này nó có thể phải vừa phải tài sản vừa anh nguồn vốn ba một này nó cũng có thể vừa phải tài sản vừa anh nguồn vốn đúng không? tóm lại ấy, nếu mà nó là tài sản thì nó tăng ghi nợ giảm ghi có đúng không và có số dư cuối kỳ là bên nợ đúng không? thế nhá còn nếu mà nó là nguồn vốn thì các bạn sẽ tăng đi có giảm ghi nợ và có số dư cuối kỳ bên này đúng chưa nào? đấy tùy thôi đúng không? đấy các bạn phải chú ý rất là chú ý cái này nhá đấy chứ không phải là lúc nào các bạn cũng thấy là một ba một là tài sản thì không phải đúng không? nó biểu thị cả tài sản cộng nguồn vốn mà tương tự như vậy ba ba một đúng chưa? OK nhá. Đấy, và nếu là tài sản ấy, thì các bạn sẽ biết là ghi dương một phần tài sản rồi, đúng không? Còn nếu là nguồn vốn là gì, nó sẽ ghi dương một phần nguồn vốn. Đúng không? Rất là dễ thôi. Thì đấy, về tài khoản điều chỉnh nhá. Còn về tài khoản lương tính này thì mình sẽ nói cho các bạn thêm một chút về cái tài khoản lương tính này. Tại sao lại là, là đặc biệt thì các bạn biết rồi, nó sẽ là gì? Nhưng cái tài khoản đặc biệt như là 214 đúng không? Tài khoản 214 ấy. 214 các bạn còn nhớ là gì không? Tài khoản 214 là hao mòn tài sản cố định, nó là tài khoản điều chỉnh, điều chỉnh này, điều chỉnh giảm tài sản, đúng không? Đấy cho nên ý, các bạn biết rồi, nó là điều chỉnh giảm tài sản cho nên nó tăng, nó sẽ ghi là có giảm ghi nợ đúng không? Và dư bên nào? Dư bên có, như chưa nào? Nhưng mà nhớ các bạn nhớ cái này, ý, chúng ta ghi âm bên phần tài sản. Ghi âm ấy thì đây mình sẽ nói cho các bạn thêm một chút về ghi âm. Giả sử đây, các bạn có đối toán tay có dạng như này nhá. Đấy sau khi các bạn phản ánh hết rồi, các bạn tìm được số dư đầu kỳ cuối kỳ rồi thì các bạn sẽ lập một cái bảng đây, bảng cân đối kế toán cụ thể như sau. Đây, nó sẽ có cụ thể như này luôn nhé, Tài sản đây, Đấy và các bạn để là đầu kỳ cuối kỳ Nguồn vốn này các bạn cũng để đầu kỳ cuối kỳ Và nhớ nhá cái cuối cùng này các bạn sẽ để một cột là để tổng Tổng nữa không cột Cuối cùng là tổng nhá Thì đây và cũng đây cũng là tổng luôn Được không Tổng thì các bạn phải tổng xem là gì Đầu kỳ cái này ấy, phải bằng đầu kỳ cái này đúng không Và cuối kỳ cái này phải bằng cuối kỳ cái này Đúng không Ok nhá Đấy bởi vì các bạn biết rồi cái nguyên tắc để lập một cái bảng cân đối kế toán là gì tổng tài sản luôn là bằng tổng nguồn vốn đúng không tức là tổng đầu kỳ phải bằng tổng đầu kỳ và tổng, tổng cuối kỳ bằng tổng cuối kỳ được chưa? nhớ là như vậy đấy thì bên tài sản nó sẽ chia thành tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn đúng không tài sản dài hạn mình đã nói với các bạn rồi như kiểu gì tài sản cố định này rồi hao mòn tài sản cố định này đấy giả sử có một cái là hao mòn tài sản cố định đúng không hao mòn tài sản cố định thì các bạn nhớ nhá các bạn phải ghi số âm nhưng mà các bạn không ghi thẳng là âm bao nhiêu đâu mà các bạn sẽ ghi vào trong ngoặc ngoặc nhà giống mình được không trong ngoặc đơn đấy giả sử là các bạn biết là hao mòn là 200 chẳng hạn thì các bạn sẽ mở ngoặc 200 ra giống mình nhá và sau khi tính thì các bạn biết cái mở ngoặc đóng ngoặc này sẽ là cái phần trừ được không cái nào có ngoặc nháy các bạn sẽ phải trừ đấy ví dụ các này là 200 300 400 các thứ xong rồi thấy cái này là đóng mở ngoặc chẳng hạn thì các bạn sẽ phải lấy cái này cộng này cộng này và trừ đi 200 vì cái đóng mở ngoặc này đại diện là dấu trừ chứ các bạn không được ghi dấu trừ với trong các bạn cần đối kế toán được không Ok các bạn hiểu này giúp mình nhá Ok thì thôi thì đây các bạn biết rồi hào mòn giờ cố định các bạn nhớ như vậy đấy. nếu các bạn thấy nói các bạn sẽ phải ghi âm Về phần tài sản đúng không và như cái đề thi kỳ vừa rồi mới tháng 1 năm 2023 thôi đấy thì để nó cũng cho cái phần hao mòn đấy, các bạn nhớ phải ghi trừ ở cái phần tài sản thế thôi là được đấy, và trừ là trong dấu ngoặc thế là được nhá ok thì đấy đấy tài khoản là 214 được chưa nào còn tài khoản nữa là tài khoản gì tài khoản 421 các bạn còn nhớ không tài khoản 421 421 là lợi nhuận chưa phân phối các bạn biết rồi nó sẽ phản ánh gì lúc thì nó lại có số dư đây các bạn biết là nó tăng ghi bên này giảm ghi bên này đúng không lợi nhuận chưa phân phối đấy nhưng mà lúc thì nó có số dư bên có lúc nó có số dư bên nợ đúng không số dư, dư bên có mình đã bảo các bạn thôi nó sẽ phản ánh là lãi đúng không lãi thì các bạn biết là sẽ ghi dương rồi với phần nguồn vốn đúng không nhưng mà ấy, nếu mà dư bên nợ thì nó sẽ là lỗ đúng không lỗ lỗ các bạn biết rồi mình sẽ ghi âm bên phần nguồn vốn đúng không thì vẫn là ghi đóng một hoặc như này này kiểu nhận các bạn biết là âm đúng không thì đây nó kiểu như này này ghi vào trong đây được chưa thì thôi được chưa nào đấy và trong cái tài khoản đặc biệt này thì còn có những cái tài khoản nữa mà chúng ta học ở chương một còn nhớ không chương một và chương hai đấy đấy là gì tài khoản hai hai chín hai chín còn nhớ không hai chín nó phân ra thành cái gì hai chín ba và hai chín đúng không hai hai chín ba dự phòng giảm giá hàng tồn kho đúng không? Còn 2294 là gì? Dự phòng phải thu có đòi đúng không? Thì nó lại là gì? Như khoản dự phòng này, dự phòng nó mà càng tăng lên thì làm tài sản càng giảm đi đúng không? Cho nên ấy, nó sẽ làm gì? Tăng ghi có giảm ghi nợ và số dư cuối kỳ là dư bên có đúng không? Và các bạn nhớ nhá, nó vẫn là tài sản cho nên các bạn phải ghi âm bên phần tài sản. Được chưa? Đấy những cái khoản đặc biệt mà các bạn rất phải chú ý giúp cho mình. Ok không nào? Vậy nhá. Đấy, và sau khi các bạn lập được hết như này rồi, các bạn tính ra hết số dư cuối kỳ rồi thì đây, các bạn sẽ lập một cái bảng cân đối kế toán cụ thể như sau đấy một cột các bạn để vào tài sản rồi một la mã để tài sản ngắn hạn các bạn có cái gì ghi hết vào như kiểu tiền này tiền mặt từ ngân hàng này rồi hàng hóa này đấy, rất là nhiều đúng không? bạn sản dài hạn ấy thì nó sẽ là tài sản cố định này rồi hàng bon sản cố định này vân, vân đúng không? đấy và các bạn sẽ tính ra cả đầu kỳ và cuối kỳ nhá đầu kỳ thường thì đã cho rồi các bạn chỉ cần phải tính ra cuối kỳ thôi đúng chưa? tương tự vậy với nguồn vốn nguồn vốn các bạn sẽ ghi là phần một la mã nữa phải trả phần hai la mã là vốn chủ sở hữu có cái gì các bạn điền hết vào đây đấy kiểu là gì nhưng khoản uh, lãi phải trả này hay gì đấy đúng không? còn ghi vào đây, còn vốn chủ sở hữu thì còn ghi vào đây đúng không? đấy làm vậy thôi. như thế nào nhớ rồi thì các bạn sẽ tính ra này và nhớ một cái điều rất là quan trọng mình đã nói với các bạn rồi đấy là gì? sau khi làm xong ấy tổng tài sản lúc nào cũng phải bằng tổng nguồn vốn các bạn phải tính ra chỗ này này lại bằng chỗ này đúng chưa? đấy bằng tự như vậy thì cái chỗ này này nó bằng tự như vậy nhá thì cái chỗ này nó phải bằng cái chỗ này đúng không? nếu mà tính ra ấy, mà nó bằng nhau chúc mừng các bạn nhá các bạn đã làm đúng đúng không? nếu mà lúc nào ấy các bạn dối quá thì các bạn có thể là không làm được câu này nhưng mà cũng không sao bởi vì mình thấy là trong đề thi câu này nó cũng chỉ chiếm rất là ít điểm thôi như là không phải năm điểm thôi được không đấy nhưng mà các bạn nào cố gắng làm được thì cũng làm nhá cái điểm đằng nào nó cũng là điểm mà đúng không ok đấy thì bây giờ nói cho các bạn xong này về cách lập cụ thể về hai cái rồi hai cái đó là báo cáo của kinh doanh và bảng cân đối kế toán rất là dễ thôi đúng không nào đấy thì qua đây nhá chúng ta đã kết thúc được xong nội dung của chương 7 trong cái môn học kế toán tài chính một cũng nhờ kết thúc cả chương trình Kiến toán là chính một rồi hy vọng là qua những cái video này thì mọi người đã dễ hiểu hơn nhá về kiến thức của môn này rồi. đấy mới đầu kỳ thì mình thấy là các bạn rất nhiều bạn nhắn tin cho mình bảo là môn này rất là khó. tuy nhiên đấy thì mình lên video hướng dẫn rất là chi tiết rồi nhá. hy vọng nó sẽ giúp được các bạn không ít thì nhiều đúng không? ok thì video của mình hôm nay đây thôi. cũng nhờ kết thúc được cái chương trình của Kiến toán chính một rồi. chúc các bạn là ôn thi là tốt và đạt kết quả cao nhá. có thể là sắp tới mình sẽ trước một số đề thi chẳng hạn. đấy ok thì video của mình hôm nay đây, đây thôi gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo cũng như là trong những môn học sau nhé. Có môn học gì các bạn cứ vào dưới những phát nếu mà có thì mình sẽ để trong đấy. Ok chưa nào? Ok. Vậy bây giờ mình đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.